Các bạn ơi, nếu các bạn thích video này thì đừng quên like và đăng ký cho kênh Tuzi Movie Game nha. Hai mọi người, mình là Tuzi đây. Thì cái game hôm nay Tuzi muốn giới thiệu với các bạn là khoảng vài tháng trước Tuzi đã chơi cái phần 1 của game này rồi. Thì gần đây người ta cho ra cái phần 2. Thì các bạn có nhớ Tuzi đã từng chơi cái game gọi là game trốn việc không? Cái game giải đấu mà các bạn tìm cách trốn khỏi cái phòng làm việc, các bạn có nhớ không? Thì hôm nay Tuzi sẽ cùng các bạn chơi và giải đáp cái phần 2. Và lý do là dạo gần đây YouTube người ta thay đổi một số chính sách, cho nên là những cái game mà dạng giải đố mà gọi là đi hết các dòng như vậy tôi sẽ chia thành hai cái video, chứ không có chơi luôn một lần ở trong một cái video được. Thì các bạn nhớ đón xem phần 2 của cái game này nha. Thì bây giờ chúng ta hãy tay vào chơi 15 vòng đầu tiên. Đó, bạn thấy trốn việc phần 2 thì vẫn là cái ông sếp đầu hó dí theo thằng này. Chúng ta sẽ bắt đầu game nha. Đây các bạn thấy tổng cộng là 30 vòng. Chúng ta chơi vòng 1 trước. Đó, các bạn sẽ nhấn vào những cái vật dụng để thu thập chúng nó, rồi kéo vào những cái vị trí mà các bạn nghi ngờ trên cái trò chơi. Cái này tôi cũng không còn giải thích nhiều ha, tại vì tôi đã chơi những dạng này rất là nhiều rồi. Đó, ông sếp rất là quạo quọ. Chìa khóa, kéo vào trong cái ổ khóa thì các bạn sẽ đi ra. Xong, chốt đi thành công. Thứ hai, sếp đi đâu rồi? Có cái gì ở đây không? Chìa khóa. Sao mày đứng ở ngoài? Gì vậy ta? Một cái nút gì đây? À, là phía sau cái thách có một cái đường hầm để các bạn trốn ra. Trong văn phòng mà sao nhiều cơ quan vậy? Hết nói. Như đây, một cái bàn gôn, cái dù, cái đánh gôn. Đánh vô hả? Sếp không cho đánh gôn ở trong phòng. Dù thế này sao được ổng hả? Sếp đánh gôn đi sếp. Sao sếp không đánh? Ông sĩ diện cái mức độ để các bạn đi rồi ổng không dám chơi. Chìa khóa. Sếp đang ngắm nhìn các bạn mọi lúc mọi nơi. Đừng động đậy. Không lấy được thì là không lấy được cái chìa khóa rồi. Cái xẻng, cái remote. Gì đây? Xẻng đồ này hả? Làm bánh. Mùi thơm. Còn cái remote này chắc xài cho cái quạt rồi. Đó, bây giờ có khói. Đồ ăn bốc lên cao thì người nhà nhà sẽ tới ăn. Con sếp cũng vậy. À, là các bạn phải lấy chìa khóa rồi. Đâu có ai đứng canh nữa đâu. Thì nó sẽ tự động xuống bên ngoài để ăn chỗ khác. Nó không cần ăn ở trong công ty nữa. Thứ năm. Năm là có một cái cây. Cái quạt cực lớn. Chai thuốc. Ủa, cái gì vậy? Là một cái thuốc tăng lực. Thì các bạn uống thì các bạn sẽ không bao giờ về nhà được. Để tăng cường sức khỏe. Sếp lý do là các bạn đã được tăng cường sức khỏe nên không cho các bạn về nhà nữa. À, cái remote hả? À, lại lấy chồng nữa. Cái tay nhanh hơn cái cái tay nhanh hơn cái mắt. Này, cái remote cực quạt lên. Tóc của sếp bay lên chơi. Trúng kìa. Giỏi. 6. 6 có gì đây? À, một cái photocopy nè. Có hai chồng giấy nè. Bỏ vô máy hả? Ủa sao bị chửi vậy?
Ủa em chỉ photocopy thôi mà em đâu làm gì đâu. Con dê này làm gì vậy ta? Nó ăn hả? Con ăn thì được gì? Trời nó ị. Ăn nữa có được gì không? Trời ơi có chìa khóa. Đụng được không đây? Ôi bỏ trốn một bàn tay thối. Dòng bẫy thì các bạn sẽ làm cái gì đây? Đồng sâu băng băng để các bạn sẽ được bắn súng một lần. Chúng ta sẽ bắn vào con nào đây? Con gấu. Trời đừng có nói con gấu nó con sếp nha, nghi lắm nghi lắm. Trời ơi, tối nay mà còn chơi gấu. Heo đất à? Tiền. Trời ơi, con heo đất của bà thủ quỷ. Thế vậy con bắn cái ông kia thôi. Ô, ổng như cái chìa khóa này. Trời, bây giờ đâu đầu bắn ông cho rồi đi. Bắn mấy cái người kia lần diện bút nữa. À thì có một cái phỉ gì đó, có hai con mèo. Đồ ăn cho mèo nè. Cục xanh xanh là cái gì đây? Tỏi. Thì có một cái dĩa này cứ để nó ăn cho mèo trước đi. Ủa hai mèo đâu rồi? Ô hai mèo đứng ăn dễ thương quá. Đưa củ tỏi cho tụi nó coi. Không được. Cục xanh xanh. Không được luôn. Củ tỏi cho ông sếp. Không được luôn. Ok. Ủa ông cầm ông đứng đó ông làm cái gì? Hay là ông sĩ diện lúc nãy? Kéo thử coi. Đúng thiệt sĩ diện thiệt. Rồi các bạn trốn ra ngoài. Đâu? Chính. Ông làm sếp này tính tự trọng hơn là cao. Cục gì đấy? Hủi hủi. Từ trần. Đừng hủi, cục đó là một cục giấy là thúi. Trời ơi, nhấn lộn thuốc tăng lực nữa rồi. Nhớ các bạn, tuyệt đối không nhấn thuốc tăng lực. Dạ hả? Đổi lên. Ngoài ông sếp, ông hửi giống như lúc nãy. Rồi, từ trần ông sếp. Chú 10. Ngoài trời đang là ban đêm. Trong cái game này như cái ông này nó ngậm ngồi đó ông làm gì ta? Một con dao. Trời ơi dao gì vậy? Người nghệ sĩ đàn hát hả? Ủa không lấy được hả? Trời ơi ông sếp. Ông sếp là cục kính giữa với bạn đừng nhấn cái đó. Trời đêm. Dao. Anh nhìn thấy có công chúa. Cái này là cái tích gì của Nhật Bản mà tôi đi quên rồi. Công chúa ống tre. Đúng rồi công chúa ống tre. Giải cứu hả? Ra đường hả? Bay ra về. Bay về chơi. Thì các bạn sẽ được cái gì không? Chị khóa. Rồi thắt đấy. Cái thằng à, vậy là cái thằng lúc nãy cái cục bên đây là nghệ sĩ đàn hát gì đó. Không biết. 11. Gì vậy? Trời ơi sếp đừng có trốn ở đây. Trời ơi sếp ơi là sếp. Thôi chứ không nói là em hết hồn chứ mén hoài. Vậy uống trà. Ơ uống trà cũng bị chửi nữa ta. Tuy là thật sự là lấy chai trà hả? Ô có một bà lão. Bà uống trà nha bà. Bà uống nữa nha bà. À, cho bánh. Thôi lộn hả? À, sao nữa? Uống trà không cô? Cô uống trà thôi. Trời ơi, cô này cũng dạng sĩ diện như ông sếp luôn. Đã các bạn đi rồi thì mới uống. Thật sức. 12.
12 trên bàn một chai nước. Nước của tao sao mày lấy? Trời ông chí, ông quýnh, ông sếp này thiệt tình. Sếp thật là nhẫn tâm. Yeah. Đây tạp chí người lớn hả? Không dành tạp chí người lớn với thằng nhân viên chịu nổi không? À, tức là những nhầm sau này các bạn hay tạp chí người lớn thì các bạn đừng đụng vô nha, không sẽ quýnh các bạn đâu. Nghĩ là chắc là đổi bia lấy nước quá đúng không? Sẽ uống bia sếp. Ok xin em mấy chai nước đó hào như cây. Chỉ có một cái chìa khóa là các bạn trốn ra thôi. Thì ông sếp bị chửi. Ủa vậy các bạn này là bả là kế toán hay bả là sếp lớn người ta? Nhìn giống như sếp lớn vậy. 13. Một thằng giang hồ ngồi kế bên. Xe ôm, xe hơi, xe mô tô. À, sao bị dưới rồi? Em lái còn chút xíu mà sao sếp thiệt là. Sếp thiệt là hung dữ. Không được lái rồi hả? Cái tóc này hả? Trời ơi, ổng lại trốn ở trong. Ổng lại trốn ở trong. Cái vòng nào mà các bạn không thấy ổng là ổng trốn ở trong cái tủ. Chắc đổi cho thằng này à. Thằng rapper. Rồi các bạn đi đuổi xe cho nó luôn. 15. Có một tờ giấy. Chùi. Ok, anh giang hồ. Mấy cái người này thiệt là cho chìa khóa cái kiểu gì không biết nữa. Mình đây coi. Thân đèn đâu? À không đúng thằng đèn mà phải chú ông sếp. Ở giữa cái ở giữa. Thằng đen ơi, cứu con khỏi trốn bùm lai này. Ok, đi với tao. Mèo. 15, vậy là dòng cuối cùng của phần 1 nha. Cái ghế nè. Mấy màn nhện ra hả? Nhìn màn nhện quýnh rồi chết teo. Teo. Lấy cái ghế phan mà hả? Không phải à. Sếp ơi. Chụp đầu bà hả? Không phải. Thả bà hả? Không phải luôn. Thả trên đây. Một sợi dây thả xuống. Các bạn bu lên hả? Cái này mới đúng là hư cấu. Nó chịu nổi sức nặng con người hả ta? Nó sợ như nó mảnh lắm luôn á. Rồi, giờ tôi xong 15 vòng đầu tiên. Vậy là chúng ta đã vượt qua được 15 vòng đầu tiên của game này rồi. Thì các bạn nhớ đón xem phần 2 để tôi đi xem là tôi vượt qua từ vòng 16 tới vòng 30 như thế nào nha. Và mong là các bạn sẽ thích video này. Tạm biệt.